1. Những khái niệm cơ bản. Lo-fi là viết tắt của low fidelity, nôm na thì là âm thanh có độ trung thực thấp, thấp hơn tiêu chuẩn hiện đại thông thường. Trái ngược với độ trung thực cao, high fidelity. Định nghĩa của cụm từ lo-fi thường được đánh vần là lo-fi, phát triển liên tục vào những năm 1970 và 2000. Thuật ngữ này đã được thêm vào trong ấn bản năm 1976 của Oxford Dictionary, theo định nghĩa sản xuất âm thanh kém chất lượng so với hi-fi. Trước những năm 90, hầu như lo-fi không được các nhà phê bình đánh giá cao về những thiếu sót của nó. Sự phổ biến của thuật ngữ này được ghi nhận trong chương trình phát thanh nửa tiếng của William Berger hàng tuần trên đài phát thanh độc lập VFMU có trụ sở tại New Jersey mang tên Lo-Fi, thực hiện từ năm 1986 đến năm 1987, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 tối thứ 6. Nội dung của chương trình bao gồm toàn bộ những yêu cầu được gửi qua mail. Trong ấn bản mùa thu năm 1986 của tờ tạp chí VFMU, chương trình được miêu tả như là bản ghi về nhà sản xuất trên thiết bị rẻ tiền. Từ những khởi thủy như vậy mà đến cuối thập kỷ, những yếu tố như kém chất lượng và rẻ tiền trở thành hai trong số những đặc trưng cơ bản nhất của nhạc lo-fi. Vậy cụ thể, sự kém chất lượng và rẻ tiền ở đây là gì? Đó là sự không hoàn hảo của việc ghi âm và sản xuất âm thanh, những âm thanh mono thời analog, âm thanh to ồn mono giả stereo thời digital hay âm thanh kém chất lượng. Ngoài ra, nó cũng được gọi là DIY, do it yourself, ám chỉ việc nó là thể loại âm nhạc mà các nhà sản xuất làm ra cho chính bản thân. Lo-fi chỉ bắt đầu được công nhận là một phong cách âm nhạc phổ biến trong thập niên 90. Tuy nhiên, sự công nhận này là không chính thống. Có người chỉ cho nó là subgenre, nhánh phụ của rock. Người khác thì cho nó là subgenre của vaporwave. 2. Lịch sử ra đời của nhạc lo-fi. Allmusic viết về sự hình thành nhạc lo-fi như sau. Trong lịch sử phát triển của rock and roll, các bản thu âm thường được thực hiện với giá rẻ và nhanh chóng, trên các thiết bị kém chất lượng. Từ đó, các đĩa nhạc rock and roll mới nhất, các bài hát và album thuộc thể loại garage rock. Garage rock là một loại rock nghiệp dư đặc biệt phổ biến ở Bắc Mỹ, xuất phát từ việc loại hình âm nhạc này thường được tập luyện trong các nhà để xe, garage của các gia đình vùng ngoại ô của những năm 60. Trilogy album của nhóm The Beach Boys bao gồm Smiley Smile 1967, Why Honey 1967 và Friends 1968. Các bài hát hoặc album thuộc thể loại punk rock của những năm 70 sau này được xem như là các album lo-fi sơ khai. Sự nổi lên của punk rock vào cuối những năm 1970 khiến cho một số thể loại âm nhạc phổ biến khác bắt đầu tán thành phong cách DIY, từ đó đẩy mạnh làn sóng độc lập trong việc sản xuất âm nhạc. Việc độc lập trong sản xuất âm nhạc làm cho các nghệ sĩ có thể thu âm và phát hành riêng theo ý muốn thay vì phải mua một hợp đồng thu âm từ một nhãn hiệu lớn. Điển hình là vào năm 1968, R. Stevie Moore đã thu âm album của mình tại tầng hầm của bố mẹ tại Tennessee. Nhưng mãi cho tới năm 1998, tức 30 năm sau, album của ông mới được phát hành trên dưới nhãn một hãng thu âm. Matthew E. Graham của The Wire viết rằng, Moore có thể không phải là một nhạc sĩ rock đầu tiên thực hiện một album solo, thu âm từng phần trống cho đến guitar. Tuy nhiên, ông là người đầu tiên ghi lại mọi quá trình sản xuất âm nhạc tại nhà, kể cả những thứ không hoàn hảo. Từ năm 1979 cho đến đầu những năm 1980, Stevie Moore là một nhân viên của VFMU. Ông tổ chức chương trình Bedroom Radio hàng tuần, chương trình lo-fi của William Berger sau đó. Nền văn hóa cassette dưới lòng đất, ám chỉ hai chương trình trên theo cách gọi của Anthony Carew, đã giúp lo-fi ngày một phổ biến. Kết quả là, lo-fi trở thành một phần của punk rock, thể hiện cách làm việc dành cho những nghệ sĩ không có tiền để có những bản hợp đồng thu âm chuyên nghiệp. Năm 1979, Tescam giới thiệu Porta Studio, máy ghi âm đa phương tiện đầu tiên. Công nghệ này cho phép một loạt các nghệ sĩ underground tạo dựng những phong cách cũng như cộng đồng người hâm mộ riêng thông qua việc phổ biến các tác phẩm của họ qua những băng cassette. Các nhạc sĩ và người hâm mộ lo-fi chủ yếu là người da trắng, nam và tầng lớp trung lưu. Và trong khi hầu hết các cuộc thảo luận liên quan đến lo-fi có trụ sở tại New York hay London, bản thân các nhạc sĩ phần lớn đến từ các khu đô thị nhỏ hơn của Mỹ.
Trong suốt những năm 1980, các nghệ sĩ indie rock underground Mỹ, ví dụ như là R.E.M. cùng với một số nhóm post-punk của Anh là những nghệ sĩ có các tác phẩm xuất sắc nhất của nhạc lo-fi khi đó. Ngoài ra còn có Beat Happening 1984-1992, một nhóm indie pop có ảnh hưởng. Họ hiếm khi được biết đến như là một nhóm lo-fi trong những năm hoạt động. Mãi cho đến khi định nghĩa về thuật ngữ lo-fi được phát triển vào giữa những năm 1990, thì nhóm mới được ghi nhận như một phần trong lịch sử phát triển của lo-fi. 3. Những đặc điểm cơ bản của nhạc lo-fi. Tính thẩm mỹ của lo-fi được xác định dựa trên những đặc trưng phát sinh trong quá trình ghi âm. Cụ thể, những nhà sản xuất âm nhạc thường loại bỏ những hiệu ứng không mong muốn, chẳng hạn như tín hiệu âm thanh bị nhiễu, tạp âm hoặc biến động về tốc độ ghi âm. Những bản thu như thế được coi như là không chuyên nghiệp. Nhà nghiên cứu âm nhạc kiêm giảng viên của Đại học Oxford, Adam Harper, nhận ra sự khác biệt của việc ghi âm hoàn hảo, phonographic, và không hoàn hảo, non-phonographic. Những hiệu ứng không mong muốn phát sinh trong quá trình thu âm thường sẽ tạo ra những bản thu âm không chất lượng. Tuy nhiên, ngày nay chúng được xem như là những đặc điểm đầu tiên mà mọi người có thể nghĩ đến khi đề cập đến nhạc lo-fi. Đó là những bản thu âm đưa lên nhằm ghi lại những tạp âm, sự nhiễu loạn, sự không hoàn hảo. Nhưng những sự lộn xộn đó vô tình tạo nên tính nghệ thuật của nhạc lo-fi. Các định nghĩa về sự méo mó, tiếng ồn trong nhạc lo-fi đôi khi chồng chéo nhau, tuy nhiên nó cũng có những quy chuẩn nhất định. Hình thức méo mó nổi bật nhất trong thẩm mỹ nhạc lo-fi là sự biến dạng hài hòa, harmonic distortion, xảy ra khi một tín hiệu âm thanh được khuếch đại vượt quá giải động của một thiết bị. Quy trình tương tự cũng được sử dụng cho những âm thanh guitar điện của rock and roll. Sự méo mó được tạo ra như một sản phẩm phụ của quá trình ghi âm, thường được tránh trong quá trình sản xuất thông thường. 4. Kết. Nếu bạn là một kẻ mộng mơ, thích thưởng thức những âm thanh lạ lạ như vết xước rè rè trên đài radio, tiếng lật trang sách, tiếng TikTok của kim dây đồng hồ, thích nghe những bản nhạc không lời, chỉ có âm thanh của các loại nhạc cụ, khiến tâm hồn thư thái và tự do thì lo-fi là thứ dành cho bạn. Ban đầu có thể hơi khó để cảm, nhưng khi đã cảm được rồi, chắc chắn bạn sẽ nghiện. Vậy lo-fi có phải là thể loại âm nhạc được bạn lựa chọn, có hay không hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!